Ờ, hoàng thiên chúc. Sáng sớm các bạn. Dạ ơi nha. Hello, Lady George. Và đây là lần thứ hai Hoàng Thị Trúc về đây. Hoàng Thị Trúc rất nhớ là khán giả ở đây rất là tuyệt vời phải không ạ? Cho em xin một cái chút năng lượng nữa không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngày hôm nay em tới thì bị thằng Bài bị gãy ống nước ấy. Và em rất là xúc động, em thấy cả cái khán phòng đầy như thế này em rất là xúc động. Em tưởng đâu là quý vị không thể make it tonight. Và tụi em không có dám ăn cơm, không dám uống nước. Tại vì sợ không có nước để đi show. Là đến giờ phút này em cũng chưa được tập gì, tập nhạc hết trơn. Có gì sản xuất quý vị bỏ qua nha. Nhạc phẩm đầu tiên là Hoàng Thị Trúc xin gửi quý vị nhạc phẩm Xem Như Em Chẳng May. Và nhạc phẩm này em không có được tên. Nhưng mà quý vị phải lên nha, tối đi ra là đặt câu thắng đó. Cười khi biết